Và để liên tục chương trình, Văn An xin gửi đến quý vị bài ca cổ Bánh Bông Lan, và xin mời Thanh Tuyền lên hỗ trợ cho Văn An trong bài hát này. Có bánh bông lan nhiêu chục vậy con? Dạ 100.000 chục anh ơi. 100.000 chục à? Ông Trung mua 100 lên kìa, để ông đãi anh em tài tử đây nè. Dạ. Bọc. Còn bánh bông lan cánh vàng, nhụy cũng vàng luôn. Vậy mà hễ vắng lâu là trong bụng thấy buồn, chắc là mai mốt tôi về ở luôn nơi này. Ủa? Gần chung cái bánh bông lan rồi, chắc là mãi ở đây nói hoài cho tới tôi. Anh ba nè, anh ở thì tôi không có dám mời, mà anh không muốn đi thì tôi cũng không có. Mà cô hai nè, sao cô ác với tôi như vậy? Không lẽ tôi nói là tôi xuống dưới này là tại vì chủ nhân nhớ gì anh ba? Nhớ bánh bông lan. Bông lan mà ấp biển đầy thương anh bởi mình.
Anh ba ơi. Dạ ơi. Chắc tại cái bụng của tôi thiệt thà nên nghĩ làm sao thì tôi nói ra làm vậy. Cái bụng của cô nó nghĩ sao cô nói thử tôi nghe. Nếu mà anh ba xuống đây chỉ vì bánh bông lan thì để tôi gói cho anh vài chục cái anh đem theo về xứ để anh vô. Cũng được có mấy bữa đâu mà có vài bận lòng. Vậy chứ tôi biết làm sao cho anh bận bụng. Không lẽ tôi cho anh bận khuôn bận lò bếp về anh nướng bánh mà anh ăn. Tôi có nghe bà con ở đây nè, người ta nói cái nghề làm bánh bông lan đâu phải ai làm cũng được, phải học hỏi cho đàng hoàng rồi còn phải khéo tay nữa. Một điều là tôi chưa có vợ. Ủa anh ba chưa có vợ hả? Dạ ôi vậy á, chứ mà từng tuổi này tôi còn ở vậy có mình ơn hà. Thôi tôi biết rồi, chắc tại anh ba lòng lừa kém tròn nên chưa có cô nào vừa mắc hết á, phải vậy không? Cũng có lòng lừa có kém chọn gì đâu, nhưng chắc tại cái mùi vị bánh bông lan mà cả đời thổi quên không được. Vậy để tôi làm mai cho anh cô bạn làm bánh bông lan khéo nhất nơi này. Cảm ơn cô hai nha. Mà cô hai nè, sao tôi nói cái gì cô cũng vàng ra hết trội vậy? Thôi thì nói gần nói xa, hôm qua nói thiệt. Anh nói thiệt anh ba. Cô hai.